Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng quyến thuộc xa gần kính mến. Hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2023. Như vậy ngày tháng 2 thì nó chỉ có 28 ngày. Còn một ngày mai nữa là đã hết một tháng 2 Tây lịch của năm 2023 rồi. Hôm nay thì chúng ta học hơi trễ vài phút, vì lẽ đó mà mong đại chúng hoan hỷ cho. Sáng đi công việc đi làm về thì nó cũng hơi bận bịu, thì cũng để cho quý Phật tử vui. Thì bây giờ cái nơi trú xứ của tôi ở bây giờ có huynh đệ, nghĩa là có tăng có ni về cùng chung để mà tu học, để mà lo cái nơi đây. Tuy nhiên thì có những lúc mà tôi cũng không dám nói trước, bởi cuộc đời thì các vị biết đó, càng ngày nó có những cái sự bấp bênh. Tôi chỉ mong rằng tôi cố gắng hết sức dễ dãi tới tinh thần đạo đó, và đồng thời cũng là một cái cố gắng, là một cái gương, một chút đạo hạnh để cho tăng ni cùng với mình tu học. Thì hiện bây giờ thì được hai vị rồi, một vị thầy và một vị sư cô thì lớn tuổi nhưng mà cũng là họ tỳ kheo cũng mười mấy năm rồi. Vậy thì hy vọng là sẽ hợp tác với nhau, cùng nhau mà tịnh tu để cho các Phật tử cũng an tâm. Rồi không có gì thay đổi nữa thì qua cái mùa Du Lan thì có một vị thầy nữa là sư huynh, thân với tôi mấy mươi năm nay, tôi cũng có mời về để mà anh em cùng hợp tác để mà lo cho chuyện đạo. Thì như tôi cũng nói rằng, tại vì cái tánh tôi thì cái tập khí nó hay nóng nảy, hay thẳng thốn, cho nên nó khó được cái lòng, khó được cảm phục cái lòng của Phật tử mà thích nhẹ nhàng. Thật ra bây giờ thì như tôi nói là bây giờ tùy các thầy. Nếu như các thầy mà hết lòng tu tập với đạo thì tôi sẵn sàng, tôi cúng dường để cho quý thầy làm đạo. Những gì tôi đã cực công cực nhọc luôn cả về mặt giấy tờ thì nay nó cũng đã hoàn chỉnh hết rồi, thì chỉ có với thầy có thiệt lòng vì cái tiền đồ Phật pháp hay không, thì đó là cái đời chờ đợi, trông chờ cái sự thiết tha của quý thầy. Tôi chỉ làm cố vấn, tôi ước mong tôi chỉ là một vị thầy cố vấn. Khi nào cần thì tôi xuất đầu lộ diện để mà giảng dạy. Còn khi mà mọi cái lễ nghi, mọi cái hình thức thì tôi mong rằng quý thầy sẽ lo về mặt đó. Cho nên thì tôi cũng cầu mong cái Hồng Ân Tam Bảo để gia hộ cho cái ý nguyện nó chóng viên thành. Chống đây là mau chống, chứ không phải chống là chống đối nha, mau viên thành. Thì bây giờ nói chúng tôi được ba vị, hiện bây giờ ba vị mà đều là tỳ khưu, cũng là trên trên 10 năm hết rồi, thì đều có ý thức và cái chủ trương là tất cả chúng ta phải tự làm và xưng nhai sinh hoạt. Như giá chăng có được cái phước đức
nương nhờ cái hồng phúc của Tam Bảo của Đức Phật mà được Phật tử thương mà cúng dường, thì cái tiền đó cũng để chung vô và để xây trở trong cái tinh thần đại chúng, trong tinh thần của cái sinh hoạt chung. Còn bây giờ cá nhân thì giờ mạnh ai nó đi làm sống thì để đó cho các Phật tử biết vậy đó, thì bây giờ không có nói rằng chùa của ai hay nhà của ai hết đó, cùng nhau mà sống. Nhưng mà tôi thì đứng đứng chịu về mặt giấy tờ, về mặt đứng chủ quyền nhà thì gánh vác nó nặng hơn. Về mặt ăn uống thì như một tay hàng tháng thì đóng góp vô rồi để lấy cái đó mà đi mua thức ăn, đóng góp vô, mỗi người phải bỏ vô đóng góp nhau để mà hụt cùng nhau mà một nồi cơm, một cái lò. Chứ có nhiều chùa chúng vô ở thì hai ba nồi cơm, hai ba cái tư tưởng tôi dứt khoát. Còn Phật tử mà có đến đây thì với tinh thần vì đạo, chứ không ai được quyền đến đây để làm quyền làm hành, làm bà nội bà ngoại trong cái chùa này. Thành ra bây giờ chính thức là chỗ chúng tôi là tuyên bố coi như là tạm thời là có tăng chúng, ni chúng thì coi như chính thức để mà làm cái chùa. Chừng nào mà nếu không đủ phước, không đủ đức, không đủ duyên mà không ai ở nữa, một mình tôi thì trở lại như cũ. Còn riêng bây giờ có tăng chúng, có những vị tỳ kheo lâu năm thì coi như thành lập có một cái đạo tràng, một cái chùa. Thì nếu như gì không gì thay đổi thì giờ cho tới cuối năm thì nơi đây đã đủ một cái đại tăng, nghĩa là từ 4 vị tỳ kheo trở lên thì đủ một cái đại tăng để sinh hoạt đúng như pháp. Hiện bây giờ mới có 3 vị thôi, nhưng mà vẫn lấy cái tinh thần lục hòa kính, và không một người Phật tử nào xen chân vô đây để mà nặng nhẹ hay là quyền hay là nói này nói ra nói vào hết. Và đặc biệt là tôi dạy chính tôi dạy chính tôi là tôi không nghe ai hết. Người ta ở đâu không biết nhưng mà đến với tôi là người tốt, ngoại trừ tôi không đủ đức để tôi tiếp nhận người đó, chứ còn hoàn toàn tôi không nhìn cái cặp mắt xấu. Bởi vì là một vị thầy nó cam go lắm, và cuộc đời ai cũng đã từng trải qua những cái khổ, mà nếu mình là một vị vượt qua cái nỗi khổ quá nhiều mà mình không mở rộng cái tấc lòng mình ra nữa thì mình là một con người ích kỷ mà đê tiện, thậm chí đê tiện tới cái mức mà nó còn tệ lậu hơn người đời. Vì cái đó mà tôi hãy cố gắng, tôi lúc nào tôi cũng kèm dạy chính tôi để mà mở rộng cái vòng tay yêu thương. Hôm nay mình tiếp tục học khóa Lục Kỳ thứ 81 và cũng tiếp tục cái lời phát nguyện để buông bỏ thân căn trong cái khoa nghi sám hối 6 thời của vua Trần Thái Tông. Cái nguyện thứ năm mà kỳ rồi chúng ta được học đó, đó là nguyện đốt thân, đốt thân để cúng dường pháp, cúng dường đền ơn Phật. Bây giờ tới cái nguyện thứ sáu là cái nguyện gọi là nguyện sáu nguyện trẻ tuổi đáp ơn thầy. Khi mà các vị biết rằng nếu các vị nào ở trong đây trong diễn đàn nghe mà một vị thầy tỳ kheo y như pháp đúng như luật thì mới hiểu được cái trách nhiệm, cái bổn phận của một vị thầy. Thầy thì nó có nhiều cái loại thầy, nó thầy đời cũng có, thầy đạo cũng có, thầy bổn sư có, thầy y chỉ sư có, thầy dạy nghề có, thầy giáo dạy học có, thầy dạy ra trường là bác sĩ, kỹ sư, có nhiều loại thầy và trình độ khác nhau. Rồi trong đạo cũng vậy, cái thầy dạy đạo có, thầy mà trụ trì chùa to Phật bự để mà tiếp chúng, để mà cho chúng nó có danh có phận, nhiều loại thầy. Nhưng mà ở đây cái chỗ đại trẻ tuổi đó với thầy là cái ông thầy gọi là tỳ kheo như pháp,
một vị thầy mà trọn đời này chỉ hiến cúng dường cho Phật pháp và tiếp tục đào tạo cho Tam Bảo những cái mầm, những cái nhân gọi là để sùng hưng Tam Bảo, để mà tiếp dẫn hậu lai, để mà báo Phật ân đức, thì những thầy đó vô cùng cao cả. Các vị nên nhớ, như chúng ta thường bực bội khó khăn khinh mạng vì cái thời cuộc ngày nay đó nó lố lăng lố bịch, nhiều vị thầy có mặt ở trần đời này rồi các vị thấy nó những cái gọi là lố bịch, nhưng mà đối với chúng ta nhìn theo cái cặp mắt của Phật giáo phát triển đó, không có phàm tăng thì không có thánh tăng, không có phàm tăng thì chắc chắn không có thánh tăng, mà gọi là phàm thánh đồng cư độ hay là phàm thánh nhất như. Nếu cuộc đời này mà không có những phàm tăng thì ai là người thỉnh thánh tăng giáng thế? Thánh tăng đây đã biểu trưng cho các vị Bồ Tát, các vị Đại A La Hán trở lên, các vị mà nhập tử thọ sanh không có bị phiền não ràng buộc đau đớn, mình nhập tử thọ sanh rồi lớn lên làm tươi đẹp cho cuộc đời, dầu rằng Bồ Tát thọ mê, Bồ Tát vẫn còn mê khi thọ ấm mà thinh văn còn nguội lúc hoài thai, Bồ Tát còn mê khi mà vừa sanh ra, Bồ Tát chưa chưa biết mình là Bồ Tát vì còn là hài nhi thì cũng còn mê muội, chờ cho tới khi đủ nhân đủ duyên người ta khai thị, người ta mở ra chỉ bài ra thì Bồ Tát nhận ra được, thì lúc đó mới mới hiển bài được, mới thấy được ngũ ấm dây không cho độ độ hết tất cả. Vì trở lại vấn đề Bồ Tát còn mê khi phạm thanh văn còn muội lúc hoài thai, vậy thì các Phật tử nên nhớ, một mặt nào đành rằng một mặt nào tôi phản ứng tôi tồi tà phụ chánh, nhưng một mặt nào mình phải biết trân trọng cái giá trị của Tăng Bảo. Bởi vì Tăng Bảo thấy hữu minh tịnh cập thế lực, năng trang nghiêm thế gian, tối thượng bất biến đẳng. Tôi nói cuộc đời này thường thường á, tôi nói á, cái gì đó, lương ngắn thì chơi lịch dài, thằng bơ méo miệng thì chơi con trai lệch hồng, thằng bơ nước miệng méo con bơ rồi nó chơi con trai lệch mà con trai thì cái miệng nó cũng cũng có bên vậy, thì con nào hơn con nào đâu, cũng như con lươn con lệch hay con lươn nó chơi con lệch nó dài, chứ thật sự có con nào dài đâu, nó là lương ngắn là chơi lệch dài. Cho nên giới tinh thần Phật giáo phát triển thì chúng ta phải biết là phàm thánh đồng cư độ hay là phàm tăng nghi thánh tăng. Còn với tinh thần Phật giáo du nhập theo kiểu nguyên thủy thì mình phải coi sao, phải lựa bậc hiền thánh tăng mà mình tôn thờ. Hai cái này, hai tư tưởng nó mang hai cái khối, cái dòng tư tưởng nghe như khác nhau nhưng mà thực tế nó cũng chỉ là một thôi. Cho nên thưa với đại chúng, trở lại đáp ơn thầy là thầy nào? Là ông thầy đã dạy cho mình để thành tựu cái giới thân tuệ mạng. Một vị thầy mà hy hiến cả một cuộc đời cho một cái sự nghiệp hoằng pháp giáo dục truyền bá kinh tạng, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Như vậy thì mình muốn đợi đến thầy ngày nay thật sự không cần trả tỷ đâu, nói là tổ nói vậy để thậm xưng quá đi, chứ còn tôi người không cần trả tỷ, mà chỉ cần mình biết ơn, mình biết nghĩa, mình biết lẽ phải, hoặc là mình biết điều thì đã là khó rồi, chứ không cần trả tỷ. Tôi qua đây tôi cũng có đem một vài huynh đệ, một vài đồ chúng qua bên đây.
Tôi qua đây là 12 năm. Đúng một tháng nữa là 12 năm tôi có mặt tại đất Hoa Kỳ này. Đem mấy huynh đệ qua, huynh đệ có, đệ tử có. Mà đêm qua thì hồi trưa qua đó, ngày nào huynh đệ cũng nói chuyện cả nửa giờ, một giờ đồng hồ á. Tới chừng qua đây được rồi thì tuần nào cũng nói chuyện một hai lần, nửa giờ, một giờ đồng hồ á. Tới chừng có giấy tờ rồi thì năm nào cũng nói chuyện được một hai lần, nửa giờ đồng hồ hết. Rồi từ từ có khi 3 năm chưa nói chuyện với nhau lần nào. Nhưng mà tôi vẫn mừng là nếu huynh đệ nào mà không mượn cái màu cờ sắc áo để buôn thần bán thánh, thôi tôi vẫn tự hào. Hiện bây giờ tôi có một huynh đệ ở tại Cali làm chủ tiệm nail đàng hoàng, mà ban ngày với ban đêm còn biết mặc được cái áo tu đi về chùa, thôi tôi cũng mừng đi. Tôi cũng mừng. Mà dùng danh từ thế gian thì kệ họ. Họ còn biết mặc cái áo tu là mừng rồi. Ban ngày cả ngày họ bóp tay bóp chân, họ làm móng thối để họ tìm ra đồng tiền họ nuôi bản thân họ. Đây là tôi hạnh phúc rồi. Tôi tự hào rồi. Còn hơn là những kẻ ở trong chùa mở miệng là không cần tiền, mở miệng là tôi con tu có không có cần tiền, mà đi bò ngót bóp nắng giọt những cái bà già từng đồng được cắt lên đem về Việt Nam á, mua đất mua điền để hãnh diện với bà con làng nữa. Cái này nỗi đau, cái nỗi đau này nỗi đau vô tận đối với tôi lắm. Thà làm cái đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình. Người ta đi làm thì nó nói rằng là người ta đi làm cũng vì mấy cái đồng tiền. À, con đi tu rồi, con không còn không đi làm mướn cho ai nữa, con không làm mộ cho ai nữa trơn á. Con làm mộ cho Phật ha. Mà cuối cùng đi dụ khỉ mấy bà già để bò ngót nặng giọt, nặng khô sữa, nặng cái còn da thôi, vuốt vuốt để mà lừa bịch, lừa theo kiểu mà gọi là tức thiểu thành đa, để đem về Việt Nam á, rồi mua đất, mua công đất này công đất nọ, rồi xây dựng, rồi tự hào rằng tôi xây dựng đất cho đời sau. Mà trong khi ở Việt Nam mình đâu phải cần có cái giáo hội, nếu làm mà không có gia nhập giáo hội thì thằng nào con nào nói sau này anh em cha mẹ anh em lấy cháu kêu bằng dừa bằng 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 cậu bằng bằng chú bằng bác lấy chứ ai lấy. Cái này nó tội dữ lắm, cái này là tội 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 đọa địa ngục mà nó không biết. Cho nên tại sao cũng đồng thời người đó mà tôi không giận người đó, mà lại tôi lại giận người người nói mở miệng ra là tu không à, mở miệng ra tu họ tu không giờ đi không đi làm mướn ai hết, cái tu hành không cần tiền. Mà tại sao nói vậy, theo lẽ tôi tự hào, tôi hạnh phúc, tôi mãn nguyện, tôi hoan hỷ chứ, mà tại sao tôi đau khổ. Cho nên các vị biết là một vị thầy là các vị biết nó đau, có những cái nó đau đớn ghê lắm. Mà như đời tôi nói rằng thà mình đừng có biết kinh biết sách, mình cạo đầu cho người ta, mình làm thầy người ta. Hồi đó tôi ham làm thầy lắm. Bởi vậy cho nên cái quả báo nó trầm trọng. Thà làm tên đồ tể mà không tội đồ, bằng làm thầy mà dạy đệ tử bất nghiêm. Cho nên ngày nay tôi không có ham làm thầy ai nữa. Có những đêm tôi thầm lặng, tôi đau đớn từng lạc thịt, tôi cũng đã khóc nhiều rồi. Khóc đây là tại vì mình thấy mình có tội với đạo Phật của mình. Mình sản sinh ra những kẻ như vậy đó, những kẻ là để cho nó đọa địa ngục ở tương lai. Thân thì nó bệnh tật mổ lên mổ xuống, mà tiền thì mở miệng thì nó không mê, mà một năm thì về Việt Nam 2-3 lần đem tiền về mua đất mua đai rồi nuôi mấy cái thằng BD rồi mấy thằng làm như là chẳng cho nó là để làm thầy, cái đám mà không ra gì trở lại đau đớn quá.
những loại dốt nát như vậy, những loại ngu xuẩn như vậy mà nó thấy nó khôn ngoan, đau đớn quá. Có những cái chuyện ở trong nhà mình đem lên tiếng đàn mình nói á, khác nào mình dệt áo cho người trong lưng mình là người ngu. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ cho đại chúng, cho quý thầy hãy rút kinh nghiệm từ bản thân tôi, đừng ham làm thầy. Còn mình nếu được ham làm thầy là mình phải đào tạo những cái đứa đệ tử mà nó chỉ biết lo tu hành là chính. Mà ngày nay thì chắc nó khó quá đi. Ngày nay nó khó quá bởi vì nó dòm với nhau. Thằng này có chức đệ tử, ông thầy kia có chức thì mình đệ tử mình cũng phải có chức chứ. Thầy mình không có chức, rồi làm sao mình có chức? Thà có cái bãi có chức là cứ chó đó ở trước mặt vậy, nó thủng thủng vậy mà mình cười hớn hở, mình tự hào ở thiên hạ. Còn cái ngọn đèn trí tuệ nó lung linh, nó tỏa sáng mà mình không thấy nó có giá trị đâu. Thà bãi cứ chó đó trước mặt vậy đó, mà mình hãnh diện, mình tự hào. Mình khạc đờm, khạc nó miếng, mình nhổ ra rồi mình liếm lại. Vậy mà mình coi nó là món cháo cam lồ, món cháo ngon. Chứ mình quên là cái danh vọng, cái địa vị đối với người đệ tử Phật không có nhầm khỉ khô gì hết. Nếu mà danh vọng mà địa vị mà có giá trị thì Đức Thái tử Tất Đạt Đa bữa nay nè, bữa nay là mùng 8 tháng 2 nè, không không bao giờ bỏ hoàng cung đi tu. Bữa nay nè, ai cũng biết là bữa nay là mùng 8 tháng 2 nè. Thành ra bữa nay mà thầy nào, cô nào, bất cứ hòa thượng, thượng tọa nào mà treo được cái bảng mà kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia, mà không hiểu được Phật xuất gia và không kiểm tra lại mình xuất gia như thế nào, là cái đặc kẻ đó là tội đồ của Tam Bảo, của Đạo Pháp. Chứ không phải treo cái bảng ngày nay là ngày 8 tháng 2 là ngày ngày kỷ niệm Đức Phật xuất gia rồi để kéo Phật tử lại trống đánh chuông khua rần 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 để gom thêm một số tiền. Mà ngày nay phải cái ngày lắng lòng lại tất cả hàng đệ tử xuất gia, phải nhìn lại cái hành trạng xuất gia của thầy mình, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình, cái cuộc đời cái xuất gia vì mục đích gì. Đau đớn lắm. Các Phật tử cũng vậy nữa. Dù là các Phật tử không phải là người xuất gia như chúng tôi, nhưng mà cũng phải kiểm tra lại. Bởi vì xuất gia đâu phải là ra khỏi nhà thế tục, mà xuất thế tục gia, ngoài cái chuyện đó là còn phải xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Cái chuyện mà ra khỏi nhà thế tục nó dễ ạt à. Ngày nay nhà nào mà nghèo quá, con cái nó lên Sài Gòn, nó lên nó đi tỉnh này tỉnh kia, nó kiếm được nó làm ăn, có khi mấy năm nó không về một lần là dễ ạt ha. Còn cái chuyện mà ngày nay có một số người đi xuất gia là một năm người về 2-3 lần, đám giỗ cũng về, đại tháng thôi nôi đứa cháu cũng về, sinh nhật đứa em cũng về, đám cưới cũng về, thì vậy là người xuất gia ở chỗ nào, người xuất thế tục gia ở chỗ nào? Mà người xuất gia là cái người đó phải miếng ly hương đản thế phát bổn sư, nội cần khắc niệm chí công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Cái người đó phải là gì đó, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đúng nguyên ký tự. Nghĩa là bất năng an quốc trị bang là không có ra để mà làm kinh tế, không có ra đánh trận để mà làm việc giúp ích đất nước, bên ra xuất gia rồi mà. Không có kế tự, gia nghiệp bất nguyên kế tự là không có kế thừa dòng họ, sanh con để cái kế thừa dòng họ. Lục thân cố dĩ khí ly là sáu thân quyết chí xa lìa. Đằng này mình nói mình xuất gia vậy mà tới đầy tháng đứa cháu cũng về, đám cưới đứa em cũng về, sinh nhật cũng về, thì vậy vậy là xuất thế tục gia còn thua mấy cái người nghèo đi làm.
mấy người nghèo đi làm họ không có đủ cái đồng tiền nên họ ráng họ cày, có khi 3 4 năm họ mới về làm tội nghiệp cha mẹ ở nhà thương nhớ mà tiền đâu về. Đi làm giải nắng dầm mưa, một nắng hai sương. Như giờ tôi có đứa đệ tử, tôi coi là đệ tử đó, có nghĩa là một năm vậy đây em nó chỉ cúng dường cho tôi một lần mà tội nghiệp nó ở Đắk Nông đó, quê Vĩnh Long đó, dược sĩ đó. Vậy mà khi có vợ ở Đắk Nông rồi chỉ lo nổi cái nghề bán thuốc, là tôi khuyên là bán thuốc cứu dân lành nghe con. Nếu mà thương thầy quý thầy đó là hết lòng, là một một dược sĩ đàng hoàng cứu người ta rầm quơ á, nên 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 cho biếu thuốc cho người ta, những người nghèo mình cho người ta. Nếu mà không đủ tiền á, nói thiệt cái thầy thầy kêu gọi ủng hộ về, hoặc là thầy có đồng tiền để cho mấy người nghèo nó dạ. Thật ra tôi nói á, con khỏi cần cúng dường cho thầy, mà con thương mấy người nghèo, con người ta nghèo tao không có, tao mua thuốc mình bán đúng thuốc cho người ta, mình bớt cho người ta, mình bán vốn cho người ta, những ngày rằm ơn mình biếu cho người ta, đó là con đã đền ơn thầy rồi đó. Cho nên tất cả Phật tử trong này nghe đạo tu giảng cũng vậy nữa, không cần cúng dường tu gì hết đó. Nói thẳng nếu có tiền thì cúng dường chút tiền bạc để tôi muốn ăn dạng, tôi muốn trang trải gì tôi trang trải. Còn các vị mà bình dân vừa đủ chi tiêu là các vị đừng gửi cúng dường cho tôi, mà các vị lấy cái đồng tiền các vị định cúng dường cho tôi đó, các vị ở đâu, các vị làm nghề gì, các vị làm đúng lương tâm lương tri ra, như tôi nói cái em bán thuốc ở Đắk Nông đó. Tôi không hài tên đâu mà tôi nói vậy là mọi người đều biết, mà giờ tôi cũng mong em đã nghe phải hiểu cái tâm trạng của một vị thầy như vậy. Dù rằng tôi là phàm phu bạt địa, dù là tôi là ông thầy tu không ra gì, cạo đầu cho nó mát, tôi nói vậy đó, nhưng mà cái lương tâm của tôi là như vậy. Nếu các em nghe được những cái điều mà tôi giảng dạy đền ơn thầy bằng cách đó đó, còn nghiệp em mới nói thầy biết không, 5 năm nay con không về tới Vĩnh Long để thăm cha mẹ, chỉ điện về thôi. Bởi vì cái nghề bán thuốc thì làm sao mà đóng cửa bỏ lâu được, rồi phải lo vợ lo con lo này kia. Tôi nói nhưng mà phải thường xuyên gọi về thăm cha mẹ, rồi có tiền cho thầy một thì cho cha mẹ phải 3 cho tới 10 phần. Như vậy thì mấy cái trọn vẹn để cúng dường, mỗi một năm nó chỉ dành một lần nó cúng dường cho sư ông Từ Thông một chút, cúng dường tôi một chút, mà tôi nói gom lại cái tiền cúng dường của quý thầy đó phải cúng dường cho cha mẹ gấp mấy lần như vậy đó. Nó tại con nghe pháp thầy, con nghe pháp sư ông, cho nên con ngắt ra con cúng dường, con cúng dường thầy một chút, cúng dường sư ông một chút, tấm lòng của con tôi nhận. Nhưng mà tôi nói nếu có điều kiện dư thì tôi hoan hỷ, còn không có lấy cái tiền đó đó đi làm vậy đó. Cứ việc người ta nghèo người ta vô ta mua thuốc, biết ai nghèo bớt cho người ta, ngắt một lần, thí dụ như cúng dường tôi 1 triệu, ngắt ra 10 ngàn, ngắt xong mà đủ 1 triệu đó, đó làm phước. Như vậy là tôi mừng dữ lắm các vị. Cho nên làm đạo ở nơi nào làm cũng được, cảnh nào làm cũng được, tâm ở đâu làm cũng được. Một vị thầy giảng đạo phải giảng rõ ràng như vậy đó, để cho Phật tử họ an tâm mà họ làm đạo, chứ không phải chỉ thu gom về riêng cho mình. Thu gom về riêng cho mình là ích kỷ, là đê tiện, là hèn mạt, là đốn đốn cái bằng là đốn cái lòng thiện. Một thầy tu mà bảo thủ từng Phật tử từng từng tín đồ là thật sự ông thầy tu đó là hèn mạt, là coi như là đê tiện hả. Như tôi thật sự tôi phải ra hà, tôi không có tín đồ nữa chứ, toàn là cũng ngựa xa lâu lâu thương vậy, tôi phải ré, tôi về đây tôi không giành giật tín đồ với ai. Chừng nào mà tín đồ nào mà ta bỏ ra đó, không chùa ta chê nghèo hay là không có đi chùa nào đó, thì tới tôi còn không bao giờ tôi giành giật tín đồ với ai. Tôi thấy nhiều người có Phật tử lùa như lùa vịt vô chuồng, như lùa gà vô lồng vậy.
Trời ơi nó đau đớn quá, đi tu hành mà đê tiện mà ích kỷ mà nhỏ nhen, mà mở miệng ra toàn là bỏ không à, mà bỏ vô chứ không bỏ ra. Mở ra thì bỏ, bỏ những cái đồng tiền lẻ để cho Phật Phật tử đó thương, chứ thật sự ra tiền tiền ngàn, tiền chục ngàn, tiền coi như 100.000 là bỏ nhà băng. Còn em bỏ hết nè, con bỏ hết nè, con bỏ, nhưng mà thật sự bỏ mấy cái tiền lẻ đó, bỏ gì để cho Phật tử nó tưởng đâu bỏ, rồi cái đám ngu si nó tưởng đâu thiệt, nó tưởng đâu thiệt cái thật sự, nhưng mà gạt được ai, gạt được cái đám ngu si. Nhưng mà nó ngu si thời gian rồi nó cũng tỉnh ngộ hà, tại vì cái thời đó nó văn minh lắm, không phải dễ gạt người ta được đâu. Chẳng qua là ta mê muội, ta tin mình quá đi, nhưng mà người ta tin mình quá thì mình để cho người ta cái lòng tin người ta nó chân chánh tính, chứ đừng có thấy người ta lòng tin mình quá đi rồi mình mượn mấy cái nước mắt cá sấu. Nhiều ông thầy tôi cũng vậy, nó trời dùng nước mắt cá sấu. Tôi nói thật các vị là tại vì tôi có cái triệu chứng tương lai của tôi là bị tai biến, cho nên tôi hay mũi lòng, chứ tôi không bao giờ dùng nước mắt cá sấu. Tánh tôi vậy mà dùng nước mắt cá sấu cái gì? Tại tôi mũi lòng, tôi thương cho tôi, cho nên tôi mũi lòng thương cho mình, kính cái đạo mình. Tôi không bao giờ dùng nước mắt cá sấu để mê hoặc con người. Tôi thấy thầy chùa như vậy là hèn mạt, là đốn mạt. Có những tên thầy chùa hả, nói chuyện với Phật tử, nói ngồi cái bù lu, bù loa khóc, nước mũi nước mắt chảy rột rột, bần tăng như thế này, bần tăng như thế nọ. Mà thấy bần tăng đâu không thấy, mà thấy đem tờ tiền Việt Nam đó, rồi làm ăn ở bển đó, cứ 6 tháng vậy đó là mấy tỷ tiền tiền Việt Nam, tiền lời vậy đó. Mà mở miệng ra bần tăng thế này, bần tăng thế nọ, khóc nước mắt chảy rột 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 rột. Trời ơi, địa ngục khác bên đó con, súc sanh sát bên đó con, ngạ quỷ là con đang đọa đó con, chứ con đừng có tưởng đâu con là thượng tọa, con là hòa thượng rồi con, quỷ sứ nó không dám đánh con nghe. Tôi là thật sự là các vị đó, tôi không muốn nói nữa rồi, mà nó cứ nó chướng, nó chướng, nó chướng thì phải nói để cho Phật tử nhận ra, nhận thức ra. Đó là những cái tên gọi là lưu manh, giả danh triết đạo đức. Rồi có những cái tên nó làm cái giọng nó kiểu lưu manh để cho Phật tử lại lại tưởng đâu nó là người tốt, kiểu là không cần tiền. Tôi không cần tiền, tôi không cần tiền, tôi không cần tiền làm vậy đó. Nhưng mà đó là cái thứ lưu manh, là lưu manh kiểu khác. Cái lưu manh cái kiểu này là lưu manh cái kiểu mà nó kiểu gì đó ta, cái kiểu mà nước mắt cá sấu là lưu manh giả danh đạo đức, còn giờ nó mở miệng ra nó giống như người ta đây là giải thoát rồi vậy đó, cũng là lưu manh, cũng là hạng lưu manh. Nhưng còn lưu manh ở đây là lưu manh tinh ma quỷ huyệt, nó cần tiền Phật tử nó tự đâu thiệt, nó đi nó tuyên truyền không cần tiền, nó dẫn bạn bè nó tới không cần tiền, nhưng mà rồi bạn bè nó tới cái thấy vội ngược hết trơn à, bởi vì không tiền đó ổng đâu có tiếp mình vui, đâu có vui ra Phật tử. Cái cho nên đó tôi nói ở trong cuộc á chưa hẳn biết được người trong cuộc, ở trong chăng chưa hẳn nhận định chăng nó có riệp, bởi vì cái mùi nó nghe mùi cái nó quen rồi thì nó đâu có cắn. Các vị để cái con riệp mà nó nghe cái mùi nào mà quen rồi nó không có cắn, cái mùi lạ nó mới cắn. Chứ đừng có nói ở trong chăn có biết chăn có rận, chăn có riệp. Con muỗi đó con gì nó khôn lắm à, con muỗi nó hút máu. Nhưng mà cái ngày nào có người lạ đó là nó hút máu người lạ. Còn cái người nhà nó để đó, cái mùi nó quen rồi, nó để đó. Nhìn thấy cuộc đời nó rõ ràng mồng một vậy đó. Rõ ràng mồng một. Tôi nói không có sai chạy đâu được hết trơn. Cho nên trở lại cái câu mà nguyện trẻ tuổi đáp ơn thầy, có nghĩa là khắc cốt ghi tâm. Mình nói như vậy chứ còn mình phải khắc cốt ghi tâm, mà thật sự ra khắc cốt ghi tiền thì có chứ ghi tâm thì không có đâu.
Ngày nay không ai dám trẻ tuổi đáp ơn thầy đâu. Mở miệng thì có tụi con lính, con qua Mỹ là con gì thầy, con gì sư phụ con gì sư phụ con. Trời Phật ơi, Phật tử nó nghe nó tưởng đâu thiệt không à. Và tới chừng mà nếu mà mình gì sư phụ mình, khi khi cuộc đời này người ta sư phụ có tai nạn, có hoạn nạn, có khó khăn, có bệnh tật thì mình lo cho sư phụ mình mới dì sư phụ mình chứ. Lần này đụng một cái là nó cao bay xa chạy. Đó là những cái hạng bưởi bồng, những cái hạng đá cá lăng dưa, những cái hạng đầu trộm đuôi cướp. Mà đầu trộm đuôi cướp đây không phải là đi đến nỗi là cướp của giết người, nhưng mà lừa đảo bịp bợm. Cho nên tôi nói với thầy, đừng có ham có tín đồ có đệ tử, đừng có ham có đệ tử. Đệ tử ngày nay nó giết thầy được, nó cũng có thể giết thầy. Thậm chí Việt Nam nó thưa thầy vì vì một một cái lợi nào đó, cái tình cảm nào đó, giành giật cái con đệ tử, giành giật cái thằng Phật tử, giành trai giành gái của thầy đệ tử đi thưa thầy. Thưa thầy tới văn phòng hai của giáo hội mà hồi đó tôi ở Việt Nam tôi biết thằng nào hết á. Giờ tôi nói thật sự ra là mấy đó gặp tôi là tôi chỉ cho mặt liền. Tôi bay được có ham mà nhận đệ tử nha, quả báo chứ. Đi thưa thầy bay. Bởi vì nhiều khi tại sao tôi nói ra một hồi là tôi đá vào lái, tôi móc méo. Bởi vì nó quá đi. Thì cái chỗ này á, tôi nói cho đại chúng nghe đó, khi mà nói tới cái câu mà trẻ tuổi đáp ơn thầy thì dường như không có người nào không nhớ cái câu chuyện mà của tổ sư tử. Tổ sư tử thì cái vị tổ sư tử này thì bị ông vua chặt đầu. Ông vua chặt đầu mà tổ sư tử này vẫn vui, vẫn chấp nhận cho ông vua chặt đầu. Tổ sư tử này là tổ thứ 23 hả? Tổ thứ 24, tổ thứ 24 của 30 36 vị tổ Thiền Tông Ấn Hoa. Ôi mà cũng hết giờ rồi. Có lẽ câu chuyện này chắc là tôi phải dành lại cái buổi giảng sau. Bây giờ giảng từ từ vậy hả? Giờ không có gấp gáp gì, giảng giảng nhanh hết đó, từ từ. Từ từ để cho Phật tử nghe thấm thấm tới xương tới tủy vậy đó, thấm từ từ. Thôi, để lại kỳ giảng sau rồi tôi kể cái vụ mà tổ sư tử bị vua chặt đầu. Ha, giờ tới đây nghỉ đi. Nghỉ là vừa rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.